Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Alice. Một vị tướng đó là trợ thủ. Nói chung Alice thì mùa nào leo rank cũng cực kỳ tốt anh em ạ. Thì ở clip này mình sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Alice nhé. Ôi, pha này chơi luôn. Chơi luôn xà thú ơi. Đúng rồi, bắn luôn. Ngài ngung cái gì đáng con đó là cái cấp cứu nữa này. Lên bằng điểm số đến từ vị trí của Mark. Và cả phe ní của tém địch thì cũng bất đó là cái tốc hành chạy rất chỉ là nhanh, một phá choáng chính xác, liệu có ăn được hay không. Nhưng mà nó chạy nhanh của anh em ạ, mình thì không đủ đó là máu để tánh trụ được nữa, nên thôi pha này thì chắc có lẽ là sẽ rút lui về nhá. À đấy, tém mình cẩn thận kìa, 1 phút đó là 20 giây rừng tém địch chuẩn bị gánh ấy. Ôi ôi ôi, thôi pha này thì chắc có lẽ đổi màng rồi, làm sao. Thì tâm đó là từ 1 phút đó là 20 giây đến 1 phút 30 giây gì đó chắc chắn đó là rừng tém địch gánh. Phá đỏ thì xà thủ tém mình hơi liều ấy, màng đổi màng à. Phá đỏ mà không ăn được phạt thì chắc chắn thì xà thủ tém mình cũng không còn cơ hội để chạy nữa. Nhưng màng đổi màng vậy là ổn rồi. Rồi choáng nhẹ một phát này. Bên bàn thì có Bright đi rừng, một vị tướng cũng khá là khó chịu nha anh em. Đặc biệt thì viên lết Bright cũng cực kỳ là mạnh. Ok, pha này lử bố tém mình đáng quầy này, choáng nhẹ một phát này. Chắc chắn thì pha này bờ rái, ôi nó đáng con chiêu cuối này. Bật chiêu cuối lên thì làm gì, bật chiêu cuối lên thì lên bảng. Ôi, đúng thế. Thôi toang rồi. Tưởng là tém mình đó là giành thắng lời ai dè là đó là 2-1 anh em ạ. Với Alice ấy, thì giai đoạn đó là đầu game, chưa bao giờ được đánh giá cao cả. Alice mạnh đó là ở thời điểm về lết, đặc biệt đó là giai đoạn cuối game. Có Alice trong tay lật kèo cực kỳ là đơn giản luôn. Bên mình thì có lử bố đi rừng, một chất tướng giai đoạn đầu game cũng khá là ổn ấy. Ôi ôi, pha này mắc bẫy nhá, cẩn thận mắc bẫy nhá, không biết mắc đó là nhè vào ấy. Thì hiện tại mình thấy là mắc, ôi ôi ôi, mắc nó bẫy vào đó là đá xí tém mình anh em. Pha này lại hỗ trợ đá xí này. Này cái tồi bẫy này, đá xí tém mình thì tất nhiên là có chiêu một để né rồi, nên là pha đỏ chạy cực kỳ là đơn giản. Bây giờ lên level 4 rồi, level rất chỉ là cần thiết của Alice nhá. Thì tất nhiên đó là ở trận đấu nào vị tướng nào cũng vậy, mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Alice, cũng như là phù hiệu cho các vị tướng khác nhá. Thì hiện tại bấy giờ thì mình sẽ dính dập đấy và thấy sai của đó là xa thủ tém địch rồi, và chắc chắn thì cà phê ní nó cũng thấy sai rồi anh em ạ. Pha này mình sẽ lùi lại một xíu này, rồi pha này quăng chiêu cuối luôn nhá. Hiện tại thì rừng tém mình chuẩn bị lên rồi nên nó có thể chơi được pha này nè. Ok, choáng nhẹ một phát này. Ôi không được rồi, không được rồi. Nó chạy nhánh của anh em ạ. Bây giờ thì quay trở lại đó là bắt mít tém địch nhá. Dính cái má trần thử nguyên này mình đặt đó là chiêu một ngáy chỗ đó là má trần thử nguyên luôn. Ok, bắt cấp cứu cho toàn đội luôn này. Làm gì đây, làm gì đây, mình sẽ choáng nhẹ một phát này. Bật chiêu hai chạy này, mình chuẩn bị hồi chiêu cuối này. Quăng nhẹ đó cái chiêu cuối này, này thì đuổi theo mình này. Đuổi theo SP làm gì không biết. Đối với Alethea, nhiều anh em đó là mình thấy lên đô trợ thủ theo thiên hướng sát thương phép nhé. Nhưng mà mình nghĩ là anh em lên theo thiên hướng chống chiêu sẽ tốt hơn. Chứ anh em mà lên đám phép thì thực sự đám của Alethea thì không đáng kể ấy. Tại bên bàn thì có mắc cũng là khó chịu một xíu thôi, nhưng mà không vấn đề gì cả. Hiện tại thì dừng tém địch đáng đã được cố ăn con rồng, pha này thì sẽ là chơi này. Ôi, một pha hất tung đẹp đến từ Lorion kia. Nhưng không sao cả, pha này dính cái đá má trần thử nguyên đến từ đá xí. Kèm theo đó thì mình đó là có cái dòng chảy thời không nữa, hai chiêu cuối kết hợp. Ở trận đấu này thì tém mình có bộ combo rất chết tốt nhá. Một đó là mình đặt dòng chảy thời không, rồi đá xí đó đặt chiêu cuối, hoặc là đá xí chiêu cuối mình đó là dùng dòng chảy thời không. Hai sự kết hợp hoàn hảo, ôi pha này ngon đấy, ôi choáng trúng. Nhưng bây giờ thì Lavi vẫn chưa đủ lượng đám. Đối với Lavi thì cũng là một chất tướng đó là xa thủ về lệ đấy anh em ạ. Đầu game thì Lavi mình cũng không đánh giá quá cao. Bây giờ sẽ tập trung đẩy cái trụ này nhá. Chơi không, chơi không. Việc solo giữa đó là mình cũng như đó là Lavi. Đối đầu với Mark cũng như là Caffeny thì không hề sợ cho lắm. Ôi, nhưng pha này tém bàn có sự hỗ trợ đến từ Lorion nữa rồi. Dù sao thì một đội 1 cũng là thành công rồi, bởi vì tém địch 3 đánh 2 mà.
Hiện tại bây giờ mình vẫn chưa lên được đồ trợ thủ anh em ạ, nên là cố gắng lên được cái đồ trợ thủ thì sẽ bảo kê tốt hơn. Xạ thủ thế mình có vẻ là hơi hổ báo ấy, hiện nay giờ toàn mang đổi mang. Cũng được anh em ạ, mang đổi mang với xạ thủ tém địch là ổn thôi. Đối với Alice thì mạnh khi nào mạnh khi nó lên được cái trường bắn kia. Rồi pha này chơi luôn này, dính cái má Trần Thường Nguyễn. Ôi, nhưng mà bị giải rồi. Ok, pha đó thì đậu đối phương đó là giải được rồi. Ôi, pha này mặc định làm gì đấy, bật cái món đồ trợ thủ này, bật luôn đó là cái cấp cứu dành cho đồng đội này, một củ choáng nữa này, lên bảng điểm số này, gọi là bật tất cả những gì có thể để cứu đó là bị tém mình ấy. Rồi pha này thì chắc chắn là cà phê này không còn cửa chạy nữa rồi. Ôi ôi, đừng làm gì đấy, đừng làm gì đấy. Ôi, choáng thật rồi. Nhưng mà thôi, không vấn đề gì cả. Bật chiêu cuối đến từ vị trí của rừng tém địch. Nhưng mà rồi thì cũng lên bảng điểm số thôi, bởi vì nó không hạ được mình. Thì khi mà bật chiêu cuối hết cái lượng máu thì chắc chắn cho dù nó có chạy được thì cũng lên bảng điểm số. Vậy là xạ thủ tém mình gọi là ăn mang free rồi. Thì tất nhiên rồi, đối với chơi Alice thì xạ thủ ăn càng nhiều mà càng tốt nhé. Alice thì giai đoạn đó là chỉ cần lên được cái trường bắn thôi, còn đồ đạc thì cũng không cần đó là phải quá nhiều. Giai đoạn lấy game thì nó rất chỉ là mạnh rồi, chỉ cần đó là 3 đến 4 món đồ, 2 món đồ làm chậm rồi, thêm đó là cái phù hiệu làm chậm này anh em ạ. Bây giờ có trụ đường rồng rồi, bây giờ ép cái trụ đường mịt nhá. Hiện tại tém binh thì xạ thủ cũng đang di chuyển lên này, bờ rái thì đang cố gắng đẹp trụ. Pha này làm gì đấy, sử dụng chiêu cuối này rồi nói chuẩn này thì quay trở về này, kẹp góc này và choáng một phát và xạ thủ tém mình lại có mang rồi. Đi với Alice thì xạ thủ rất chỉ là dễ ăn màng anh em ạ, bởi vì hiệu ứng làm chậm của Alice thì không phải bàn cãi nữa rồi. Mà anh em biết rồi, đối phương không chạy được thì xạ thủ tém mình chỉ việc là xả đám free thôi. Thực tế leo ranh với Alice thì cũng rất chỉ là hiệu quả anh em ạ, nhưng mà anh em thường là rất đó là nhạc đi SP. Chủ yếu anh em thích đó là đi rừng thôi. Alice thì hầu như là các bạn nữ thường xuyên chơi rất là nhiều. Mình thấy bạn nữ nào cũng thích chơi Alice đấy, bởi vì nhỏ nhắn này, xinh xắn này, đáng yêu này. Rồi rồi, pha này chơi luôn, đúng rồi, chơi luôn anh em, sử dụng chiêu cuối luôn này. Nhưng mà hiện tại thì chưa có trường băng nên là hiệu ứng làm chậm thì cũng chưa phải là quá nhiều. Pha này định làm gì đấy, bật luôn rồi là cái cấp cứu, bật luôn rồi là cái phụ trợ này. Ôi, mình tưởng là tém mình có ai lên bảng điểm số, ai dè đó là rừng tém địch. Ôi pha này bay mắc bay cứu nè. Pha này chờ nha, mình bật chiêu hai búp dạ dập không được rồi anh em ạ. Nó bay vậy thì chịu rồi, không thể chơi được, nhưng không sao cả, pha này mình sẽ đuổi theo này. Alita gục nó mới tức. Ok, thì chắc chắn là pha đó thì mắc hết tương chạy rồi, một pha một đổi một cũng được, chả sao cả. Bây giờ có thêm trường bắn thì khả năng khống chế của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều nhá. Rồi rồi, pha này, ôi, tưởng là Butterfly lại đó là anh mình. 2-1-1-1. Toàn là 2-1 cả anh em ạ, cái gì ấy, 2-1-1-1. Ok, pha này thì chắc chắn sẽ có trụ này rồi. Đối với Alice thì chỉ cần là quăng chiếc cuối phạt thì khép góc lấy trụ cực kỳ là dễ. Tận dụng cái khoảng thời gian này thì sẽ ăn thêm bút sánh của tém địch nữa nhá. Thì pha này thì lử bổ nhương bút sánh cho mình em ạ, có những đồng đội cực kỳ là tốt luôn. Ok, pha này mình quăng chiêu cuối khép góc rồi này. Butterfly thì dính đã má Trần Thường Nguyễn nên nó cũng chả dài gì mà đuổi theo cả, nó rất lai mà anh em, và chắc chắn thì có điểm hạ gục rồi. Vậy thế trận này thì cũng khá là ổn rồi anh em. Rồi rồi, pha này này thì ôi né được. Có tổ chất. Thì pha này sẽ ép trụ nhá. Với 3 người thì ép trụ cực kỳ là dễ rồi. Pha này sẽ lao vào này, quăng chiêu cuối khép góc nhẹ một phát này. Ôi, nhưng mà hết thể lính rồi anh em ạ. Hết lính nên là khả năng lấy trụ thì cũng khá là khó. Bây giờ lính vào thì tém địch đó là ra đẹp rồi, nhưng mà không vấn đề gì cả. Bây giờ lui trở lại một xíu, ăn ta thân xế giá nhá. Tém bên bàn thì chắc có lẽ, ôi, mắc nó bật nó biệt rồi kia. Nhưng không sao cả, hiện tại thì mắc tém địch đó là bay sang bên đường rồng rồi. Pha này lại cứu, ôi, ông phơ lo tém mình không chạy về, con quay trở lại đỉnh cấn bá, liệu có lại cứu kịp hay không. Đang con cấp cứu về món đồ phụ trợ búp giáp, ôi, không cứu được rồi pha đỏ.
Lo tem mình có ý định là định làm hai lại anh em ạ. Nhưng mà không ổn thôi, thôi không vấn đề gì cả, dù sao thì cũng có đó là ta thân xế giá rồi. Và đây này. Ôi, nó có giải anh em ạ. Thôi, có giải thì chịu rồi, không làm được gì rồi. Tưởng là má trần thử nguyễn của đá xì thì nó rất lại được ấy. Ai dè là mặc nó có giải thì chịu rồi, pha này. Nó đang đuổi tem mình anh em ạ. Chơi không? Chơi không? Chơi luôn. Mình bỏ qua mặc nha, bỏ qua mặc này, lại hỗ trợ anh chàng lử bố này. Bật luôn rồi là cấp cứu và búp giáp dành cho lử bố nữa này. Anh em đâu rồi? Lử bố đâu rồi? Quẩy này, lại quẩy này. Chơi luôn, mình thả chiêu cuối rồi này. Ôi, thôi xong rồi. Tại mình đấu cả rồi ta. Lử bố chơi luôn, lử bố, đúng rồi. Butterfly nó cũng bắt đầu khỏe đấy. Butterfly bản này thì không phải là quá mạnh nhá, nhưng mà để nó vẹt thì cũng không phải bản cài nữa rồi. Mịt tém mình hơi thọt anh em, mịt tém mình vang bởi băng mình kìa. Mình chặt đó là chắc cho AD là đứng sau sáu mình bảo kế tránh trường hợp mặc nó bay nhá, mặc nó gì ấy. Thực sự thì mặc cũng chỉ bay được xạ thủ tém mình thôi, còn lại thì cũng khá là khó để mặc có thể mà bay ăn được tém mình, bởi vì chất tưởng tém mình cũng cực kỳ là khỏe. Bật nhẹ rồi cái búp giáp một phát này, rồi pha này chạy đâu bạn ơi, hết chạy rồi. Vòng chiêu cuối một phát này, chiêu một khép góc này, choáng một phát thì chắc chắn là không còn cửa chạy nữa rồi. Bất rái túi khỏe nhá, nhưng mình có những món đồ làm chậm anh em ạ. Nó bắn binh thì nó cùng bị làm chậm đến từ cái khiến huyền thoại luôn. Bật chiêu cuối đến từ vị trí của bất rái, nhưng mà chắc chắn thì không làm được gì. Choáng thêm được đánh trang mắc nữa này. Và này quắng chiêu cuối phạt khép góc luôn này, và chắc chắn thì mắc. Ôi, không được rồi, không được rồi. Ôi, xạ thủ tém mình bắn trù luôn kia. Nhưng pha đó thì mình cũng không hỗ trợ được này anh em ạ. Lượng máu của mình thì chỉ còn khoảng đó là hơn 1.000 máu nữa, không thể tánh được trù giúp đó là xạ thủ tém mình nữa. Mặc thấy nó đang dí mình. Ôi ôi, pha này phải chạy về ngay và luôn ở tế đàn thôi anh em. Nó chạy lại thì mình bật chiêu hái để có một lớp giáp nhỏ nhá. Bật chiêu hái này, quắng chiêu cuối này. Lại màng đổi màng rồi. Ôi ôi, không chết kia, nhanh nhanh nhanh. Tay mình đâu? Hai còn lại. Xíu nữa anh em ạ. Xíu nữa thì mặc về được, không có đồng đội mình thì chắc có lẽ mặc về được ấy. Lấy phù hiệu dành cho đó là Aleti sẽ lên bộ phù hiệu đó là theo thiên hướng làm chậm đối phương rồi nha anh em, cũng như nổ đám. Đó là phù hiệu du hiệp. Còn về bảng ngọc thì sẽ lên như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình tốc đánh, máu tối đá và giáp ngọc ba dòng. Ngọc tím cùng ngọc ba dòng, máu hôi, máu và tóc chay. Con ngọc xanh giáp, giáp phép và giảm hôi chiếu luôn. Hoặc là anh em ngọc xanh thì cũng có thể lên ngọc giảm hôi chiếu cũng được. Ok, đó là về bảng ngọc. Còn về trang bị thì đầu tiên là món đồ phụ trợ mình sẽ lên búp giáp nhé, dây kiên cương. Hai món đồ làm trầm đó là trường bắn thì làm trầm, còn khiến huyền thoại thì đối phương đánh vào mình sẽ bị làm trầm. Vẫn chương trói để kháng phép và cuối cùng giáp hôn mình. Và này thì tem địch đang có ý định đó là cướp anh em ạ. Mình sẽ thả chiêu cuối khép góc không cho tem địch đó tiếp cận nhá. Ok, có ta thân sẽ ra rồi, nhưng mà tem mình đang thể thiếu người nên chắc chắn sẽ rút nhá. Tầm này thì chưa đánh được. Chờ đó đủ người mới combat anh em ạ. Bất rai định làm gì đây? Định ăn mình chăng? Đáng con ở cấp cứu, đáng con ở là món đồ phụ trợ nữa thì bao giờ cho ăn được mình? Thì chắc chắn là mình bây giờ phải di chuyển theo tém thôi, chứ đẩy lẻ đám lính đó thì bao giờ đẩy cho sống, đúng không anh em? Thế là bây giờ sẽ di chuyển lên nhá. Anh em không phải chơi Alex là không phải nhiệm vụ đẩy lính, mà là chơi nhiệm vụ bảo kê, ví dụ như pha này này. Mình mà ở lại đẩy lính thì bao giờ làm lính đó cho xong, nên là pha này sẽ tổng tấn công luôn. Ok, pha này sẽ vào luôn nhanh nhé. Chơi luôn đây. Đáng con là món đồ phụ trợ, đáng con cái cấp cứu này anh em ạ. Nên là cứ chơi thoải mái thôi. Bật luôn ở cấp cứu dành cho tém này, thả chiêu cuối này. Lên bảng điểm số này, lên bảng điểm số này. 22 điểm hỗ trợ, 21 điểm hỗ trợ luôn. Ăn rồi toàn hỗ trợ thôi. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye.